Nhưng mà đây là điều mà tôi cho rằng là những điều đạt ra. Nhưng vào lúc đó, họ chưa kịp nhận ra có sự hiện diện của thế lực quân đội từ bên trên trong thái dương hệ này, nên họ đã bất ngờ bị tấn công và các thứ họ lập tại Himalaya đã bị phá hủy. Rồi, anh em mình nghe được không ạ? Ad âm thanh xem ổn không nhé? Ok, ổn ha. Hôm nay là một cái chủ đề soi kèo, ai nhầm không có soi kèo. Là một cái chủ đề nó hơi tâm linh tí. Bị ám ảnh soi kèo, biết không? Đấy. Cái này hơi tâm linh tí cho nên zoom cái giờ này. Thật ra là lúc nãy mình, hôm nay mình bận, mình dẫn người nhà mình đi ăn uống, đi shopping gì đó. Giờ mới xong. Ngâm kèo nó vựng vào cuộc đời luôn á. Thì hồi nãy trong group chat cộng đồng chúng ta, mình có nói là sẽ open cái buổi Zoom này về một cái chủ đề khá hay. Một cái chủ đề khá hay. Cái này nói trước luôn là mình thì mình không có theo tôn giáo nào hết. Mình thì mình là người vô đạo. Nên là mình không theo đạo Phật hay đạo Chúa gì cả. Nhưng mà mình cũng có tìm hiểu về những cái đạo đó. Nó cũng có tìm hiểu. Mình cũng cần đi nhà thờ các kiểu, rồi cũng đi chùa, đi chiền này nọ, cũng nhiều lắm, cũng ham vui lắm, cũng đi các kiểu. Nhất là đối với anh em trader mình á, thì những cái người mà đã trade lâu rồi, người ta sẽ bị ăn vào máu. Có nghĩa là lúc đó họ sẽ gọi là trade what you see, not what you think. Có nghĩa là họ nhìn vào thực tế, họ nhìn vào thực tế chứ họ không có mơ mộng viễn vông. Tại vì những cái mơ mộng viễn vông là họ phải trả giá bằng tiền và thời gian rất nhiều rồi. Đấy. Thì để mình nói cái quan điểm của mình luôn cho các anh em. Ở đây là đây là cái góc nhìn dựa trên những cái kiến thức mà trong cái quá trình sau bao nhiêu năm mình sống và còn tại đến thời điểm này. Mình nghiệm ra, mình cảm thấy nó hợp lý, cho nên mình muốn chia sẻ với các anh em. Chứ cũng không theo tôn giáo nào, cứ coi như đây là một cái buổi chém gió, một cái buổi anh em mình ngồi trao đổi với nhau, tâm sự góc nhìn với nhau thôi. Đấy. Thì cái câu chuyện đến hôm qua mình nghe một cái clip về một cái clip trên trên cái kênh của cái ông Mr. 8X8 này nè. Có up về cái bài về người ngoài hành tinh. Thì cái clip số 1 thì nó cũng không đặc sắc gì lắm, không ấn tượng lắm. Cho đến cái clip phần 2 và phần 3 thì những cái clip này á mình có up lại bên cái channel Thư viện Kiến thức Tài chính nè. Đấy, mình có up lại cả luôn phần 1, phần 2, phần 3 mình đào về mình up lại luôn. Thì các bạn rảnh các bạn nên nghe thì khi mà mình nghe đến cái phần 2, phần 3 tự nhiên cái mình thấy mình sáng ra, mình lý giải được những cái mà trước đây mình hầu như mình vẫn còn mập mờ, mình chưa có lý giải được. Không biết ở đây các anh em đang nghe qua về hai phần này chưa, ba phần này chưa? À, nghe qua rồi thì một lát mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn của mình, các anh em có thể sẽ hiểu rõ hơn phần nào và thấy nó logic và nó hợp lý. Trước đây á chúng ta hay nghe về các thần Phật Chúa rồi này nọ, người ta nói về linh hồn, người ta nói linh hồn, và thậm chí người ta nói là cái việc mà chúng ta chết á nó chưa phải là hết, nó vẫn còn một cái sự sống tiếp nối nữa, do chúng ta chưa nhìn thấy thôi. Thậm chí mình cũng từng nghe rất là nhiều cái thuyết âm mưu, những cái nói chơi gọi là thuyết âm mưu, đúng rồi, các bạn nói là nghe Mr. X8 và Miss Ruby, mình cũng hay nghe những cái đấy. Và mình có nghe về nhiều cái thuyết mà ở phương Tây, cả phương Đông mình luôn, thì cũng nói rất nhiều về những cái trường hợp này. Ví dụ như thế này, có những cái thuyết phương Tây họ nói là họ ví như vậy nè, họ ví cái cơ thể của con người chúng ta, cái thể xác của chúng ta nó giống như một cái chiếc xe. Nó giống một chiếc xe, linh hồn nó là một cái trạng thái, nó như là một ông tài xế. Trong cái quá trình mà cái ông tài xế này ở trên chiếc xe ổng chạy, người ta không có nhìn thấy ông tài xế đâu, người ta chỉ nhìn thấy chiếc xe thôi, người ta chú ý đến chiếc xe thôi và người ta tập trung vào chiếc xe nhiều lắm. Nhưng chiếc xe nó chạy thời gian sau rồi nó cũng sẽ bị hư, bị xuống cấp, nó hư. Và chiếc xe đó hư, ông tài xế đó phải rời khỏi chiếc xe đó và qua chiếc xe khác, và người ta lại nhìn thấy chiếc xe khác, chứ người ta không để ý là sẽ có hai, người ta không để ý là cái ông tài xế đó vẫn là một, người ta không để ý, ok chưa?
Còn thì cái câu chuyện đó là cái thể xác của con người là chiếc xe, còn ông tài xế là linh hồn. Đấy. Thì lúc đó mình không lý giải được, nhưng mà có nghĩa là nếu như vậy thì cái ông tài xế ông phải biết chứ, coi ông làm gì mà cái chuyện mà khi ông qua chiếc xe khác ông phải nhớ là cái chuyện mà ông đã từng lái xe cũ chứ. Ông phải nhớ là câu chuyện từng lái chiếc xe cũ đúng không? Nhưng mà một điều lạ là tại sao khi mà ông qua chiếc xe mới xong ông quên hết hoàn toàn những cái câu chuyện mà ông đã từng lái chiếc xe cũ trước đó, không có nhớ. Có một số người, có một số ông thì ông còn nhớ được cái tiền kiếp của ông, chúng ta gọi là tiền kiếp của ông còn nhớ được, hoặc là không qua khôi miên hay gì đó. Vậy thì có sợ không anh em, để tôi đánh răng. Vậy thì lý giải như thế nào? Lúc đó mình không lý giải được, mình không lý giải được. Thậm chí trước đây mình có chia sẻ với các anh em là mình trong cái sự nghiệp trader của chúng ta, của mình á, thì nó giúp mình tự do về tài chính. Chính cái tự do tài chính á, cho nên nó giúp cho mình tự do về thời gian, và mình có thời gian mình nghiên cứu về nhiều cái lĩnh vực. Mình học hết người này người nọ, học về môn này nó môn nọ, ngôn ngữ cơ thể, rồi tâm lý giao dịch, tâm lý đám đông đúng không, rồi dịch lý, rồi nhân tố học các kiểu, mình cũng học, mình cũng tìm hiểu qua. Rồi dần dần nó đưa mình đi đến những cái khóa thiền, những cái khóa thiền, rồi mình cũng gặp những cái vị gọi là đạo sư. Thì những người đó cũng lý giải cho mình. Đừng, trước mình có nói với các bạn á, mình có một người thầy, thì cái người thầy này á, ổng mới nói ổng người thầy này ổng 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 người thầy này dạy cho mình rất là nhiều cái thiền khá hay. Mình cũng học rất nhiều khóa thiền rồi, tham dự nhiều khóa thiền rồi, nhưng mà mình thấy cái thiền này mới là phù hợp. Thì cái người thầy này có được kể cho mình nghe về cái câu chuyện ở những cái người mà người ta tu thiền rất lâu năm ở dãy núi Himalaya. Chúng ta biết cái dãy núi đó thông qua cái câu cái quyển sách Hành Trình Về Phương Đông á. Trong quyển đó người ta gọi là núi Tu Di á, bên Phật giáo á, là núi Tu Di á, còn tên của nó là cái dãy núi Himalaya đó. Thì ở trên người thầy mình từng từng kể là ông đã từng đi đến đó thời còn trẻ, ông từng Himalập Sơn, núi Himalập Sơn đúng rồi đấy. Ông thầy mình từng kể là thời còn trẻ ông từng đi đến cái vùng đó, ông tìm hiểu về Phật giáo, ông tìm hiểu. Mà bây giờ đi đến đó không có dễ đâu, bên Trung Quốc nó cấm dữ lắm, không còn dễ nữa. Đâu rồi, các bạn đợi tí nha. Okay, rồi. Thì bên Trung Quốc bây giờ không có dễ mà đi, nó xét duyệt dữ lắm. Và hồi đó thì thầy mình thời còn trẻ thì có cơ hội đi. Thầy mình bây giờ cũng khá lớn tuổi rồi, ông chắc bây giờ cũng khoảng 90 mấy rồi, nhưng mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Thì ông này, ông thầy mình là câu tại gia, câu tại gia. Thì thời trẻ có đi đến đó và ông kể mình, và ông cần cho mình xem, cần cho mấy huynh đệ mình xem một cái tấm hình mà trắng đen, mà lúc mà ông chụp cùng với một cái người tu ở trên đó, tu ở trên đó. Thì cái hình đó trắng đen mà cũng khá nó không có rõ nét. Và cái người đó thì ông thầy mình nói với mình á, cái người đó sống hơn 200 năm. Nghe có vẻ ngạc nhiên đúng không? Mình cũng không có tin. Những người đó sống hơn cả 200 năm, ít nhất á, là cũng phải là 200 năm. Đấy. Và khi mà chụp tấm hình đó thì những người đó cái cơ thể của họ nhìn nhìn cái thể nhìn cái hình dạng của họ cũng khá lớn tuổi, nhưng mình không nghĩ họ đến cả 100 tuổi, 200 tuổi như vậy đâu. Thì ở cái cách tu đó mãi sau này thì mình mới gọi là được thầy mình gọi là diễn kiến, thầy mình biểu diễn cho xem, cũng không phải dùng từ gọi là biểu diễn nữa, mà là thầy mình thi triển cho xem. Thì thầy mình có thể nín thở rất là lâu, lặn xuống sông hay biển gì đó, thở bằng da chứ không thở bằng ô bằng 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 mũi. Các bạn nghe thì các bạn phi lý, cho nên mình cũng rất là ít mình chia sẻ những câu chuyện này. Thì cứ nói trước với nhau là coi như hôm nay chém gió đi, ai các bạn cứ coi như là đó là một cái sự chém gió thôi, cũng đừng không không tin quá. Được chưa? Thì nguyên tắc là tu thiền á, thiền lâu á thì sẽ tự động cắt được, điều tiết được hơi thở, cắt được những cái mà gọi là giác quan, và chuyển nó sang dạng một một thể. Đấy, cái đại loại như vậy. Thì mình không có đi sâu vào những cái đó. Mình ham ham thích về kinh doanh hơn và chơi hơn, cho nên những cái đó mình gọi là mình
rảnh mình đi tìm hiểu để biết thêm kiến thức thôi chứ cũng chả gì. Mình có mấy ông sư huynh bây giờ vẫn là doanh nghiệp và vẫn mê lắm và thiền rồi các kiểu đi sâu vào sâu lắm, nhưng mình chưa đến cái ngưỡng đó, mình còn cạn lắm đấy. Đó, thiền có những lúc quên hơi thở là như vậy đó. Và các bạn biết không, lúc đó thầy mình có nói về những cái người mà tu trên trên dãy núi Himalaya. Sau đó mình tìm hiểu về một số cái trên mạng, người ta có nói về những cái người mà tu trên đó cả trăm năm này là các kiểu. Các bạn tìm trên YouTube á, hoặc là Google, các bạn tìm về cái câu chuyện hành trình về phương Đông, các bạn sẽ thấy có cái hình mà ngồi thiền, cái người mà ngồi thiền, cái hình đó giống như người ngồi hành tinh vậy đó. Cái đầu họ rất là to, cái đầu của họ to lắm, cơ thể của họ thì teo nhỏ lại giống như người hành tinh vậy đó. Đúng không? Mãi cho đến các bạn biết, và hôm nay tôi coi cái clip của cái bạn 8X đó, Mr. X8 đó, có nói về cái người ngoài hành tinh. Có nghĩa là quân đội Mỹ bắt được một một trường hợp của người ngoài hành tinh, rồi sau đó họ phỏng vấn cái người ngoài hành tinh này, người con người chúng ta mới phỏng vấn họ. Thì cái clip này cô cũng chả biết thật hay giả nữa, nhưng mà tôi nghe thì tôi thấy cái cách lý giải của nó tự nhiên cái cô sáng ra, nó vô tình nó giúp cho cô lý giải được nhiều cái mà trước đây cô thắc mắc. Tức là người con người chúng ta mới phỏng vấn người ngoài hành tinh, thì cái lúc mà phỏng vấn thì con người chúng ta cảm giác là hỏi thì người hành tinh nói, nhưng mà có cảm giác là người hành tinh họ không có hợp tác, họ không có trả lời, họ không muốn là cùng nhau giao lưu những cái kiến thức, và họ chỉ có giữ cái thái khẩu, thái im lặng. Dường như con người nói là dường như họ cái người hành tinh này họ họ đọc được, họ gọi cái người hành tinh đặt cái tên là Error, Error. Thì cái người hành tinh Error này họ cảm giác được là người ngoài hành tinh họ đọc được cái suy nghĩ, họ biết được con người muốn cái gì trong đó, thắc mắc cái gì, muốn cái gì trong đó, cho nên họ không muốn trả lời nhiều. Thì trong cái lúc mà phỏng vấn á, thì có một cái đoạn là mình chú ý nghe, là có một cái đoạn là tại sao con người chúng ta hỏi người ngoài hành tinh tại sao đến đây, thì nó nói là nó có cái phi đội cách đây mấy ngàn năm, có một cái phi đội của nó bị lạc vào đây, nó phát hiện là trái đất là một cái rất là hay, trái đất là một cái nơi rất là hay, khá thú vị, và cái phi đội nó bị lạc ở đây. Bây giờ cái người ngoài hành tinh này đến tìm đồng đội của họ, người ngoài hành tinh này là một phi công và là một kỹ sư, đến tìm những cái đồng đội của họ. Mình chú ý đến cái đoạn đó, và đồng đội của họ xây dựng cái căn cứ ở Himalap Sơn, Himalaya, họ xây dựng căn cứ của họ ở Himalaya. Họ giao tiếp bằng giác quan thứ sáu là đúng, có nghĩa là họ họ không cần con người mở miệng nói. Chúng ta giao tiếp bằng 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 cái cách âm thanh như vậy, nhưng mà họ không cần, họ giao tiếp bằng một cái trạng thái khác, là bằng cái suy nghĩ, bằng giác quan thứ sáu mà chúng ta gọi là giác quan thứ sáu, bằng sóng. Mà thậm chí các bạn biết, khi mà trước đây mình đọc về những cái quyển sách và những cái tài liệu về về phía Tây Tạng đó, có những cái người mà người ta ngồi, những cái cấp bậc mà người ta tu ở bên Tây Tạng á, người ta chỉ ngồi đối diện với nhau và người ta nhìn nhau, và cái level của họ là luyện luyện suy nghĩ, luyện lọc đọc được cái suy nghĩ của đối phương, của người đối diện, là luyện level đó đó. Gần đây các bạn đọc về một cái bộ tộc là bộ tộc chân nhân, các bạn lên YouTube các bạn tìm, có một cái bộ tộc chân nhân nó cũng như vậy. Bộ tộc đó không có tiếng nói, bộ tộc đó không có dùng ngôn ngữ, từ từ bé từ thời bé là họ đã tương quan với nhau, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và suy nghĩ. Ví dụ như nó trong cái clip mà bộ tộc chân nhân, các bạn tìm hiểu, các bạn tìm đi nghe đi, hay lắm. Nó có một cái đoạn nói là những cái đứa bé ở trong cái bộ tộc đó, ví dụ như có một đứa bé mà nó muốn dành đồ chơi về cho cá nhân của nó chơi, thì khi mà nó khởi cái ý nó lên, thì tất cả nó khởi lên thôi, thì tất cả những cái người lớn xung quanh họ nhận được cái điều đó, họ nhìn chằm chằm vào nó, thì lúc đó đứa bé đó nó biết là nó đang sai và nó không dám suy nghĩ như vậy nữa. Có nghĩa là nó được dạy và kìm từ trong cái suy nghĩ luôn, dạy và kìm từ trong cái suy nghĩ luôn đấy. Các bạn nói cái cuốn mà tác giả của Nguyên Phong đúng á. Vừa rồi có một số bạn hỏi là nên đọc, muốn tìm hiểu về những cái tâm linh này thì nên đọc cái gì, thì mình khuyên là các bạn đọc về tìm về những cái sách của tác giả Nguyên Phong viết á, các bạn tìm hiểu đi, nó mới ra hay. Nhưng lúc đó, cái lúc mà mình nghe muốn kiếp nhân sinh, đúng rồi đó, lúc mà mình nghe mình không có hiểu, mình tại vì không phải là không hiểu, mình vẫn hiểu, nhưng mà nó khó làm cho mình chấp nhận được những cái lời giải thích đó, tại vì nghe nó không có logic.
nó vẫn còn một cái phần nào đó không logic, cho đến cái lúc mà mình nghe clip này bắt đầu mình có một cái sự lắp ghép cái mối suy nghĩ với nhau. Thì quay lại cái câu chuyện của người ngoài hành tinh thì bắt đầu con người mới nhận ra là người ngoài hành tinh họ có thể họ đọc được suy nghĩ của con người. Và họ biết tiếng luôn, họ biết cái ngôn ngữ của con người. Thì trong cái quá trình phỏng vấn thì người ngoài hành tinh nói là họ không có, họ chưa từng giao tiếp với con người, đến bây giờ họ chỉ giao tiếp có 2 lần. Lần 1 là họ giao tiếp không với con người thông qua cái ngôn ngữ của tiếng Phạn, và họ mô tả một cái danh từ. Thì cái danh từ đó khi mà con người đi tìm hiểu về cái danh từ đó thì con người mới giật mình là trong cái sách cổ của Ấn Độ có ghi, có nói về cái danh từ đó. Cái danh từ đó chính là cái vật thể bay mà trong sách cổ của Ấn Độ mô tả và có hình ảnh đó, là đó chính là cái vật thể bay. Mà do cái thời đó thì con người họ mô tả theo một cái kiểu khác, còn bây giờ chúng ta gọi là một từ khác thôi. Chúng ta gọi là UFO, chúng ta gọi là vật thể bay không xác định, nhưng thời đó người ta gọi cái đó là cái là một cái ngôi nhà bay hay là một cái tòa thành bay của thần Phật, của những cái người vị thần. Thực ra cái đó là của người ngoài hành tinh. Thì đơn giản như vậy. Và trong cái quá trình giao tiếp thì bắt đầu cái người ngoài hành tinh này họ mới, con người mới khai thác cái người ngoài hành tinh này, và người ngoài hành tinh nói như thế này nè. Họ nói như thế này nè các bạn. Họ phát hiện ra cái điều thú vị ở trái đất này. Trái đất này là một cái nơi được thiết kế để giam cầm. Nó giống cái nhà cầu rồi đó. Được thiết kế để giam cầm. Các bạn nghe, các bạn thấy thú vị mà nghe cái này hết thú vị đúng không? Nghe không thú vị đúng không? Mình thiết kế để giam cầm. Vậy thì con người mới hỏi là người ngoài hành tinh là, người ngoài hành tinh là, có một cái đoạn nữa con người hỏi người ngoài hành tinh là khi nào đồng đội của anh đến tìm anh. Người ngoài hành tinh nó không biết khi nào luôn. Và con người mới hỏi thêm một điều nữa là, vậy thì nếu như mà đồng đội anh đến thì trong bao lâu? Người ngoài hành tinh là trong vài phút, thậm chí là chỉ trong khoảng 1 giờ là người ngoài hành tinh đồng đội có thể đến rồi. Và họ hỏi tiếp nữa, vậy thì người ngoài hành tinh thì dùng một cái từ là một cái thể người, cái mà con người nhìn thấy cái người ngoài hành tinh đó chỉ là một cái thể vật chất thôi. Còn người ngoài hành tinh thật sự là không phải là cái thể vật chất mà con người nhìn thấy. Mà người ngoài hành tinh đó, cái mà người ngoài hành tinh còn tại đó là một cái gọi là, mà trong cái thiền chúng ta gọi là thể sáng á. Còn một số người gọi là vong, hồn ma hay gì đó. Nhưng ở đây người ngoài hành tinh còn tại với một cái dạng là suy nghĩ, là ý nghĩ, là cái gọi là, nó giống như là cái một cái thể khác. Còn chúng ta chỉ nhìn qua cái thể xác thôi. Có người gọi là thể vi tế. Thì người ngoài hành tinh nói là nếu cần thiết, chúng tôi có thể tạo ra rất nhiều cái thể vật chất giống như vậy. Nhưng người ngoài hành tinh thì chỉ có một à. Ý là có nhiều cái người ngoài hành tinh, nhưng mà người ngoài hành tinh có thể vào nhiều cái thể, vào nhiều cái thể xác. Đại loại như vậy đó, giống như metaverse là như vậy á. Đó. Thì cũng như vậy. Lúc đó cái người mà phỏng vấn người ngoài hành tinh thì họ mới giật mình, họ rùng mình, họ sợ. Họ nói họ giống như được mở ra một cái khái niệm khác hoàn toàn. Vậy thì nó hỏi thêm một câu nữa, con người mới hỏi nữa người ngoài hành tinh là tại sao anh ở đây? Anh ở đây và mục đích của anh là để làm cái gì? Thì người ngoài hành tinh mới nói là để tìm lại đồng đội. Và họ nói là đồng đội anh đã mấy ngàn năm trước bị lạc ở đây, đến bây giờ anh tìm hoài không ra. Và liệu còn sống hay không hay các kiểu. Thì người ngoài hành tinh mới nói là những cái người này không hề mất. Có nghĩa là cái ý thức của họ, cái linh hồn của họ vẫn còn, không hề mất. Vấn đề là họ rơi vào trái đất thì họ bị rớt vào cái nhà cầu của trái đất và họ không thoát ra được. Không thoát ra được. Khúc này mới hấp dẫn nè. Không thoát được. Tại vì những cái người này khi mà họ rơi vào trái đất rồi thì họ sẽ để lại thể xác của họ. Nhưng họ chưa có chết. Cái thần thức của họ, cái thể sáng của họ, họ sẽ phải đi tìm một cái thể vật chất khác để họ vào. Nhưng ở trong trái đất này, khi cái thể sáng, cái thể vật chất đó của họ mà qua một cái thể xác khác á, thì họ sẽ bị mất hết ký ức. Có nghĩa là cái trái đất này được thiết kế là dùng để giam cầm.
để dùng để giam cầm một số cái thể thần, một số cái thần thức, một số cái thể sáng. Những thể sáng này có thể là người ngoài, người sao kim, người sao hỏa hay gì đó, thậm chí người mặt trăng gì đó, nhưng hầu hết những cái người đó, những cái thể đó là thể sáng cả. Chỉ có đặc biệt nhất là trái đất chúng ta mới dùng thể vật chất, và chúng ta nghĩ là con người chúng ta sống là nhờ thể vật chất, nhưng thực tế Thượng Hoàng Kinh nói thực tế là có một cái gì đó nó thiết kế ra cái địa cầu này và tạo ra những cái chiếc xe, tạo ra những chiếc xe để giam cầm những cái ông tài xế. Thì những cái chiếc xe này là những chủng loài. À, lúc đó mình nhớ đến cái câu chuyện của Mr. Ruby có nói về cái phản bác về cái thuyết tiến hóa, là trong cái thuyết tiến hóa địa ngục trần gian á, là đạo Phật nói á, thì trong cái thuyết tiến hóa nó có nói một cái vấn đề là con người từ phát triển từ vượn, từ loài khỉ gì đó. Đang đợi tí nha. Con người được tiến hóa từ loài vượn, loài khỉ gì đó, nhưng mà khi mà các nhà khảo cổ họ tìm hiểu, họ thấy là có những cái một cái hóa thạch của con cá sấu, và người ta tìm con người ta nghiên cứu về cái hóa thạch này, người ta thấy là những cái hóa thạch của những con này là nó đã tồn tại rất là lâu, rất rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta nhìn con cá sấu, chúng ta cứ nghĩ nó là cái loài khủng long gì đó, nó tiến hóa dần sau này phát triển thành con cá sấu, nhưng thực ra nó đã tồn tại rất lâu rồi. Vậy thì đến bây giờ người ta không có một cái cơ sở gì đó để nói là những chủng loài này nó có sự tiến hóa. Người ta chỉ tin vào cái thuyết tiến hóa của Darwin thôi. Thế là người ta chỉ tin vào như vậy thôi. Và người ta không có một cái cơ sở nào cả. Những cái thuyết tiến hóa của Darwin chỉ là gọi là hợp lý, hợp tính hóa. Và người ta đến giờ không tìm được một cái cơ sở tiến hóa nào cả. Và tất cả những cái động vật, những cái sinh vật đều rất đặc biệt, tồn tại trên trái đất này đều rất đặc biệt và không có trùng lập, không tiến hóa gì đây á. Các bạn hình dung không? Vậy thì bắt đầu chúng ta mới giật mình ở chỗ là vậy thì ai là người tạo ra những cái này? Ai là người tạo ra những cái sinh vật này? Nói nôm na, nếu chúng ta ghép cái câu chuyện giữa chiếc xe và ông tài xế vào, chúng ta sẽ thấy nó khá hợp lý ở chỗ là tất có một cái gì đó, mình không biết đó là cái gì, nhưng mà họ tạo ra cái hành tinh này và tạo ra rất là nhiều cái chiếc xe, nhiều cái chủng loài như vậy là để giam cầm những phạm nhân. Chúng ta tạm gọi nó là phạm nhân. Thì những phạm nhân này ở một cái thể vật chất, nó không phải là thể vật chất mà là một cái thể sáng. Hình như không? Là một cái thể sáng, một cái thể thần thức mà chúng ta không thấy được. Cho nên khi mà trước đây mình cũng nghe nhiều cái câu chuyện về những cái người tái sinh, rồi những cái người mà người ta nói về người ngoài hành tinh ở một cái thể khác á. Đó. Đây đúng là lý do tại sao đạo Phật nó là để thoát cái vòng luân hồi là đúng. Bắt đầu mình mới nhận ra nhiều cái nó khá logic. Thì những cái này nó rõ ràng nó là khoa học chứ không phải là tâm linh luôn nha. Đúng không? Tất cả các đạo, đúng rồi, tất cả các đạo nó đều miêu tả về một, nó dùng cái ngôn từ khác nhau nhưng mà miêu tả về một cái trạng thái khác, một cái trạng thái đều là như nhau. Đều dùng một cái ngôn từ nhưng mà dùng đều dùng cái ý nghĩa như nhau, nhưng mà cái cách diễn đạt họ khác nhau, cho nên chúng ta gọi là đạo này đạo nọ. Nhưng hầu hết đều khuyên chúng ta là thoát khỏi cái luân hồi này. Đấy, vậy thì lý giải như thế này. Cái người ngoài hành tinh mới nói là cái đồng đội của họ bị lạc, bị rơi vào trong đây xong rồi bị mắc kẹt luôn ở cái địa cầu này. Và hồi đó mình coi những cái phim của bên cầu á, những cái phim của phương Đông hay có cái câu chuyện là khi mà cái vong hồn họ thoát ra, họ phải nhanh chóng họ nhập lại xác, nếu không thì họ sẽ bị tan biến. Thực ra họ không hề tan biến, họ bị xóa ký ức. Có nghĩa là ở các bạn nghe cái clip trong phần 3 có nói là người ngoài hành tinh phát hiện ra ở trái đất có một cái từ trường. Cái từ trường này ví dụ tác động vô thể xác thì không có gì, nhưng mà đối với những cái thể mà thần thức, những cái thể mà vong hồn á,
nó là một cái nơi giam cầm lại. Và khi mà cái thể này mà thoát ra rồi mà không tìm được cái thể xác, tức là một cái ông tài xế này mà không sớm tìm được cái chiếc xe nào đó để vào lái á, thì cái ông đó sẽ sớm mất hết ký ức và bị luân hồi và bị cuốn vào cái vòng luân hồi này luôn. Cứ xe này hư thì bắt đầu lại thoát ra và nhanh chóng tìm cái chiếc xe khác vào, và cứ cái vòng của họ nó cứ như vậy như vậy. Cái vấn đề của họ là cái chiếc xe đó là con vật hay là chiếc xe đó là con người hay là gì đó. Hình như không? Và nó là như vậy nè. Cái địa cầu này được thiết kế ra nãy mà chúng ta nói là một cái nơi giam cầm. Vậy thì những cái vong hồn, những cái vong, chúng ta gọi là vong hồn, nhưng thực ra nó là những cái thể sáng khác mà đang mắc cái tội nào đó, thì họ phải bị giam cầm, họ phải bị chuộc tội, thì họ được đưa vào trái đất này. Đưa vào trái đất này xong rồi họ lại ham với những cái thú vui của con người. Hình như không? Cho nên họ sẽ bị... Rồi tí mình trả lời cho bạn này cái. Cho nên họ ham với những cái thú vui này, họ cứ ham với những cái cảm xúc của con người, họ cứ lòng vòng như vậy. Và trong cái đạo Phật chúng ta nó có một cái thuyết gọi là cận tử nghiệp, không biết các bạn có nghe qua chưa. Cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp này á, tức là khi mà trước khi chết á, thì con người họ cảm thấy họ nặng nề, ví dụ như trong quá trình sống của họ, họ đã từng làm những điều ác, giết người, giết động vật gì đó, thì trong cái lúc mà họ chết á, thì họ sẽ có một cái trạng thái là họ giống như một cái cuốn băng, họ review lại cuộc đời của họ, nhớ lại đó, đúng rồi. Thì khi mà họ nhớ lại, nếu như họ làm những cái điều mà nặng nề quá, không gọi là khó quên được á, thì lúc đó họ sẽ rất là khó chịu, và chính cái khó chịu đó nó hạ cái tầng bậc của cái vong này, cái thể sáng này xuống, và lúc đó họ sẽ tự động họ bị hạ, giống như ông tài xế bị hạ cấp bậc, các bạn biết không? Giống như ông tài xế bị hạ cấp bậc, thì bây giờ ông không còn được quyền lái cái chiếc Lamborghini, con người gọi là xe Lamborghini đi, thì ông không được quyền lái chiếc đó nữa, ông phải chạy xuống ông lái những cái chiếc Innova, vì thế đó. Ông phải tự động, ông phải lái những chiếc Innova, thì những cái chiếc xe nó thấp cấp hơn, có thể là nó là ở một cái thể động vật, các bạn hiểu, nó là một thể động vật, nó là như vậy. Và khi mình nhớ lại những cái kiến thức mà mình đã từng biết được á, là ở phía Tây Tạng á, có những cái ông Đạt Ma, ông có thể ông biết được ông sẽ tái sinh lại làm người. Vậy thì làm sao lý giải cái đó? Làm sao ông lý giải được cái đó? Có nghĩa là như thế này, trong cái quá trình mà những cái vị Đạt Ma đó họ còn sống á, ngay từ bé đó họ đã có nguyện là họ sẽ giúp cho đời, cho người gì đó, hay làm cái gì đó, họ luôn phát cái nguyện đó. Trong cái quá trình họ ngồi họ tụng kinh này nọ, họ luôn phát cái tâm nguyện đó. Cho nên khi mà họ phát được tâm nguyện đó là nó tồn tại trong cái quá trình họ sống rồi, thì cái lúc mà họ chết á, lúc đó review lại, tự nhiên cuốn băng nó được quay câu lại, các bạn hình dung không? Thì lúc đó cái cận tử nghiệp của họ nó sẽ tạo ra những cái, nó tua lại những cái ký ức, những cái tâm nguyện đó của họ. Thì lúc đó nó giữ được cái cận tử nghiệp ngay thời điểm đó, thì lúc đó họ tái sinh, họ thoát khỏi cái chiếc xe này. Ông tài xế thoát khỏi chiếc xe này thì ổng quay lại đúng cái chiếc xe theo level cũ của ổng, theo cấp độ cũ của ổng. Còn những người mà giết động vật hay là ăn thịt hay làm điều xấu gì đó, thì khi đến cuối đời mà họ mất á, cung băng này review lại á, thì họ lại rơi vào đúng với cái môi trường đó, cái tần số đó, và đầu thai lại đúng với những cái con vật đó, đúng với những cái đó. Cái đó trong Phật giáo thì gọi là cận tử nghiệp. Có một số bạn nói về luân xa thì cô không rành về luân xa, nhưng cái cách hiểu tôi là như vậy, với những cái kiến thức mà tôi đã biết được từ bao năm qua như vậy. Tôi tìm hiểu khá nhiều về Fibonacci. Luân xa nó có cái luân xa 6 và luân xa 7. Luân xa 6 là luân xa trí tuệ. Luân xa 7 là luân xa hấp thu năng lượng ở vũ trụ. Luân xa 7 nằm ở đỉnh đầu. Luân xa 6 nằm ở trán. Thì các bạn biết khi mà mở luân xa rồi á, luân xa phải tự mở từ bên trong. Tức là từ cái nội lực của các bạn, giống như quả trứng nó được vỡ từ bên trong, nội lực bên trong vỡ ra. Còn tác động bên ngoài thì nó tan. Và
cái luân xa sáu nó sẽ giúp cho các bạn có được hấp thụ được những cái trường năng lượng, những cái ý nghĩa, những cái ý nghĩ. Ví dụ các bạn suy nghĩ về, tập trung suy nghĩ về việc cái việc gì đó, thì bắt đầu tự nhiên những cái trường năng lượng, những cái tri thức ở những cái lĩnh vực đó nó tự động vô đầu các bạn. Cho nên các bạn sẽ không thắc mắc khi mà có một số người, người ta rất là thông minh, người ta cái gì cũng biết. Thật ra là người ta mở được luân xa 6 và luân xa 7. Các bạn nhìn những đứa trẻ, các bạn sẽ thấy có những đứa trẻ đầu nó một xoáy, đầu nó hai xoáy. Các bạn nhìn kỹ cái xoáy đó đi. Cái xoáy đó là theo tỷ lệ vàng đó các bạn. Cái xoáy đó là theo tỷ lệ vàng á. Hả? Các bạn không tin, các bạn tìm ra đi. Còn những người mà đầu hai xoáy, người ta nói con nít mà đầu hai xoáy nó rất là tinh nghịch, nó rất là quậy, nó rất là ương bướng. Thật ra đầu nó hai xoáy là cái luân xa 7 của nó ở trên đầu, nó được khai thông hai cánh cửa. Nó có sẵn hai cánh cửa. Cho nên khi mà cái luân xa nó được mở rồi thì nó tiếp nhận được những cái luồng năng lượng nhanh hơn, nhiều hơn so với những đứa trẻ bình thường. So với những đứa trẻ bình thường. Cái luồng năng lượng, cái luân xa, cái luồng năng lượng của chúng, cái xoáy của chúng ta nó được thể hiện đó. Nó là một cái hình, nó là một cái hình thực thể mà nó được thể hiện từ cái năng lượng nó tạo ra. Thì có thể là giải thích là như vậy. Đó là những cái mà kiến thức mà mình biết, có thể là sai tùy các bạn. Đấy. Thì quay lại về cái câu chuyện của người ngoài hành tinh, họ nói như vậy bắt đầu chúng mình mới nghĩ đến nhiều nhiều vấn đề mà trước đây mình thắc mắc. Thì bắt đầu dần dần được lý giải, ví dụ trong Phật giáo của chúng ta gọi là làm sao chúng ta sống được ở kiếp con người là chúng ta rất là trân quý, chúng ta phải như thế nào đó mới được đầu thai làm người. Đúng không? Còn không sẽ đầu thai làm súc sinh. Thì khi mà đầu thai làm người á, giữa con người nó khác với những cái loài khác là có một cái tuyến tùng. Cái tuyến tùng đó, nhiều người nói là cái tuyến tùng đó bị đóng lại, nhưng thực ra nó không có đóng. Thì chúng ta chưa có mở. Cho nên không đóng. Trong cái quá trình mà con người sống trong cái thể xác của con người là người ta đang cái trò game của họ là cố gắng họ khai mở dừng cái tuyến tùng để họ nhận thức được một số thứ, hiểu được một số thứ. Đó, có người nói là voi hóa tuyến tùng với canxi hay clorua gì đó, nhưng thực ra theo mình hiểu là cái đó nó, cái thể xác của con người là nó tạo ra rất là hoàn hảo. Cái thể của con người được tạo rất là hoàn hảo. Nó có tuyến tùng đó nhưng người ngoài hành tinh không có. Nhờ cái tuyến tùng đó nó giúp cho cái dạng, cái trạng thái là thể sáng của, cái trạng thái thể sáng đó, nó giúp cho trạng thái đó có thể giải phóng, giải thoát được. Thông qua cái chiếc xe là thể xác con người. Đó. À, có một điều em vẫn lấn cứng là tại sao phải mất ký ức khi tái sinh. Khi tái sinh thì lúc nãy á, lúc đầu mình cũng thắc mắc về việc này, nhưng mà cái người ngoài hành tinh họ nói á, là bản chất cái trái đất này nó được thiết kế là một cái nhà tù, nó được thiết kế bằng cách là nó tạo ra giống như cái sòng bạc Casio của chúng ta, sòng bạc á, nó được tạo ra bằng nhiều cái trò game. Chúng ta vào trong đó thì chúng ta chơi hết game này đến game khác. Thì cái thể sáng này họ rơi vào trái đất rồi thì họ sẽ bị lãng quên và không nghĩ đến cái việc là thoát ra. Họ chơi hết cái thể xác của con người đến thể động vật, đến những cái thể khác và cái lòng vòng luân hồi như vậy. Nó cái luân hồi như vậy là như vậy á. Và nó được thiết kế dựa trên khi mà cái thể sáng này mà còn, nếu mà tách thể sáng này mà không có, giống như cái ông tài xế á, ổng mà không có chiếc xe á, ổng mà nằm trong cái trái đất này mà ổng không có chiếc xe để ổng trú ngụ thì ổng sẽ bị xóa ký ức. Ổng bị xóa ký ức. Đó, còn Phật giáo chúng ta gọi là học tập để tiến hóa lên một cái thể khác. Chúng ta coi những cái phim hay là những cái tôn giáo họ có nói về những cái cõi đó không có thể xác các bạn. Những cái cõi đó không có thể xác. Do chúng ta nhìn quen với cái cơ thể con người, chúng ta nghĩ những cái cõi đó là cái vong đó nó cũng ở một cái thể hình dáng của con người, nhưng thật ra cái vong đó nó không có thực thể. Còn khi mình có gặp một số ông thầy dạy phong thủy, ông có nói về những thể vong á, có những cái thể vong mà con chết vì chiến tranh,
những cái người mà chết vì chiến tranh, họ bị mất tay mất chân hoặc là họ bị chết vì bị rơi xuống sông chiến tranh mà. Thì khi cái ông thầy mình ổng tới, ổng đi tìm lại xác, thì ổng gặp ổng có thể ổng nói chuyện được với những thể đó. Và điều lạ là có những thể họ chết bị chết lạnh á, họ rất là lạnh, họ rất là lạnh. Thì ông thầy mình ổng mới ngồi ổng niệm chú gì đó và ổng nói với họ là bây giờ họ hết lạnh rồi, họ đã được giải thoát hết lạnh rồi, thì họ tự nhiên họ hết lạnh luôn. Chứ bản chất họ vẫn như vậy, họ vẫn như vậy, do họ bị cái suy nghĩ, họ bị cái ý thức như vậy. Các bạn hình dung không? Thì khi mình nghe cái clip về người hành kinh họ nói như vậy là mình giật mình, mình nói hồi đó do mình hiểu sai, mình hiểu sai cái trái đất này nó là như vậy. Nhưng thực ra trái đất này, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo cái cách là trái đất này là một cái nơi để giam cầm những cái thể sáng, và ở trong trái đất này nó có rất là nhiều cái chiếc xe để nó giữ cái ông tài xế này ở lại. Khi nào ông tài xế này ổng luyện thuần thục hết rồi, ông hiểu được ý nghĩa rồi, ông phải lên level dần dần, ông lái đến cái chiếc Lamborghini là con người á, là cái thể xác của con người rồi đó, nâng cấp lên cự á. Tại vì thể xác con người mới có tính tồn thôi, động vật nó không có. Cho nên khi cái thể đó mà nó rơi, nó được lái cái chiếc xe Lamborghini này rồi, bắt đầu nó mới có một cái điều kiện để nó thoát khỏi cái thể sáng của nó mới thoát khỏi được cái địa cầu này, nó lên một cái cõi khác mà những tôn giáo gọi là giải thoát, gọi là niết bàn, gọi là thoát khỏi tam giới, thoát khỏi luân hồi. Nó trái đất các bạn nói trái đất này là lòng nuôi, đúng không? Mình nghĩ bắt đầu mình thấy nó cũng giống, nó cũng hợp lý, đúng không? Nó cũng hợp lý. Đạo Phật thì gọi là thoát khỏi luân hồi, giải thoát, đúng không? Trong khi chúng ta có được cái thể xác của con người, chúng ta cứ mãi mê. Rồi các bạn hình dung đi, chúng ta mở cái casino, chúng ta mở cái casino, mở cái sòng bạc casino, xong rồi mấy thằng này nó vô nó chơi đánh bạc, má nó chơi đánh bạc, nó chơi thua xong nó còn đập luôn cái máy đánh bạc nữa. Thì chúng ta là nhà cái, là chúng ta muốn xử nó rồi đó. Thì một số cái ông tài xế, ổng lái, ổng vào cái trái đất này, ổng lái những cái chiếc xe, ổng lái chiếc xe Lamborghini, ổng chạy tốc độ cao, xong ổng đụng hết con này, ổng đụng hết xe này đến xe khác, ổng giết hết con vật này đến con vật khác, ổng phá cái sòng bạc casino của Thượng Đế. Thượng Đế phải lụm ổng thôi. Cho nên khi ở cái thể con người á, họ sống, họ triệt đi rất là nhiều cái thể khác. Vậy thì lâu lâu á, thiên nhiên tạo hóa phải reset game lại. Phải có đại hồng thủy, phải có một số cái gì đó reset lại. Có người nói là sống không có đạo đức là bị thu hồi về. Không phải đâu. Các bạn hiểu như thế này nè. Chúng ta dùng cái khái niệm đạo đức thôi, nhưng mà thực tế hiểu theo bọn người ngoài hành tinh đó, nó không có khái niệm về đạo đức. Có nghĩa là sống như thế nào nó là nhân quả đó. Có nghĩa là trong cái quá trình sống á, nếu chúng ta sống không có đạo đức, chúng ta gọi đạo đức á, chúng ta sống không đạo đức hay chúng ta làm nghiệp, gây nghiệp á, thì đến cái lúc mà chết á, ở thể con người nó sẽ có cận tử nghiệp. Thì lúc đó tự nhiên nó review lại hết à. Thì nếu mà review lại mà lúc đó chúng ta, lòng chúng ta nó nặng nề á, tâm linh hồn chúng ta nó không có nhẹ, không có được giải thoát á, không được lên những cái cõi khác, những tầng bậc khác á, thì nó lại nặng nề quá, rồi nó lại rơi vào những cái cõi này tiếp, và chúng ta lại chơi game tiếp trong cái sòng bạc casino địa cầu này. Chúng ta chơi hết cái trò game này tới trò game tiếp, chơi đến khi nào mà chúng ta gọi là thắng được rồi cái trò game này, chúng ta ra khỏi sòng bạc này thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và có, trước đây mình có nghe thầy mình nói về những cái vị mà tu, họ tu ở cái dãy núi Himalaya đó. Họ nói là họ có thể họ khác nhưng mà họ vẫn phải giữ thể xác của họ. Họ sợ là đến một cái khoảng khắc nào đó họ quay lại mà không có thể xác này á, thì họ lại bị cuốn vào cái vòng luân hồi này tiếp nữa. Cho nên họ lên đó họ tu bằng cách là họ giữ thể xác của họ. Như vậy. Và có những cái người ta giữ được thể xác, người ta có cách người ta giữ thể xác rất là nhiều năm. Hồi đó mình có học về phong thủy, gọi là cái môn dương trạch. Cái người thầy dạy mình là thầy này tên Châu, thầy này đầu cũng bạc rồi. Lát cô sẽ up cái hình của thầy coi cho các bạn trong group chat. Thì thầy mình có
trong cái lúc mà học về Dương Trạch là thiết kế về nhà cửa, có cho các anh chị em mình học một cái tỷ lệ. Sau này mình mới biết nó giống như cái tỷ lệ vàng của Fibonacci vậy. Và cái tỷ lệ này nó dựa trên cái tỷ lệ của cái kim tự tháp, kim tự tháp Ai Cập. Lúc đó tôi chưa biết về cái này nhiều, cô có ghi lại trong cái quyển sổ. Bây giờ cô đang cố gắng cô tìm lại cái quyển sổ đó, còn cái hình đó, còn tỷ lệ đó, cô sẽ chụp hình là cô gửi cho các bạn xem. Cái hình đó cách đây cũng phải là 6-7 năm. Nhưng mà những quyển sổ đó tôi vẫn còn lưu lại trong cái nhà tôi, cô có cái căn nhà gốc nhà của bố mẹ tôi. Còn lưu lại quyển đó, cô không có, những cái đó rất là giá trị cho nên cô không vứt đi. Tìm chụp hình lại. Thì cái tỷ lệ đó những cái người mà học ở Dương Trạch như chúng tôi dùng để thiết kế cái giếng trời á. Cái giếng trời á, người ta sẽ làm bằng phẳng, nhưng chúng tôi sẽ làm theo cái hình chớp như cái kim tự tháp và theo một tỷ lệ vàng. Thì khi mà thiết kế theo tỷ lệ đó rồi thì tự nhiên sẽ thu được rất là nhiều cái luồng năng lượng thiện lành. Gia chủ ở trong đó thì sẽ sống rất là thoải mái, không có gây gỗ, hài hòa các kiểu. Các bạn có thể nghe cái clip gần nhất của Mr. Ruby nói về cái câu chuyện con mèo 4.000 năm ở trong cái ngôi mộ Pharaoh. Khi mà người ta khai một cái ngôi mộ đó thì bất ngờ, một điều bất ngờ là trong đó có một con mèo. Và con mèo này nó rất là khác lạ với những con mèo khác bình thường, nó khá to. Và người ta ước tính là nếu như tính theo cái ngôi mộ thì con mèo này cũng phải sống 4.000 năm. Và ở trong cái môi trường ngôi mộ đó thì luôn được giữ với một cái tỷ lệ gọi là gì? À, ở đó luôn luôn được giữ với một cái môi trường là 20 độ C. Và người ta đã thí nghiệm rất là nhiều, người ta đem những cái đồ vật trái cây hay thậm chí ly sữa người ta đem đến ở trong cái kim tự tháp thì nó không có bị ương, không có bị mốc. Nó giữ cái rất là, nó giữ hầu như là trong đó được gọi là thời gian ngưng động lại á, nó làm chậm cái tiến trình lão hóa, oxy hóa gì đó. Vẫn còn nóng, đúng rồi. Các bạn nghe những clip đó đi. Thì có thể là cái kim tự tháp là một cái kiến thức mà người xưa tạo ra để người ta giữ cái chiếc xe. Hình dung không? Người ta giữ chiếc xe. Còn khi mà con người mà vào kim tự tháp thì lúc đó ở trong đó nó có nhiều ông tài xế lắm á, mà do con người không nhìn thấy thôi. Người ta chỉ đi tìm, con người chúng ta vào chỉ đi tìm cái chiếc xe thôi. Nhưng mà thực tế trong đó có rất nhiều ông tài xế. Họ đang cố gắng họ giữ cái chiếc xe của họ lại để họ đợi một cái lúc nào nó thích hợp họ nhập họ vào lại chiếc xe đó. Để hiểu đơn giản là như vậy á, thì những cái người mà câu ở trên dãy núi Himalaya cũng như vậy á, Himalaya Sơn á, câu trên đó cũng như vậy. Rồi trong Phật giáo, trong Thiên Chúa giáo tất cả đều khuyên chúng ta là sống thiện lành các kiểu, nhưng mình hiểu một điều là những cái điều sống thiện lành đó là để giúp cho đến cái lúc mà chúng ta chết á, cái cận tử nghiệp nó tới á, chúng ta review lại, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta được tiến hóa, chúng ta được lên một tầng bậc cao hơn. Còn chúng ta trong quá trình sống, chúng ta cứ ham vui, chúng ta giết con này con nọ, làm điều ác này nọ, thì chúng ta sám hối hay thế nào thì không biết, nhưng mà đến cái cuối đời cận tử nghiệp mà chúng ta vẫn cảm thấy nó áy náy, lương tâm cắn rứt các kiểu, thì nó review lại cái việc đó, nó tô lại cái việc đó, thì cái linh hồn của chúng ta nó nặng nề lắm, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái thể khác và bắt đầu cho game mới. Có thể là không phải thể người, có thể là thể con vật, gọi là ý nghiệp, đúng rồi, nó có là thể con vật, lúc đó lại luân hồi ở kiếp con vật. Còn trong Phật giáo gọi là gì, luân hồi vào cái cửa súc sinh á, cửa động vật á, các bạn hình dung không? Đó thì là như vậy. Thì khi mà mình nghe cái này mình thấy ô, mình sáng ra nhiều cái coi, những cái hồi đó mà mình cảm thấy là tâm linh, mình thấy không tin là bởi vì nó không thuyết phục được mình, không có cái cơ sở khoa học thực sự để thuyết phục được mình. Nhưng mà nghe cái clip của thằng Mr. X8 thì mình thấy nó nói về cái vụ mà người ngoài hành tinh nói, mình thấy hợp lý ghê, rất hợp lý. Bắt đầu mình thấy nó có sự logic lại, có sự logic lại, và nó có cái cơ sở để thuyết phục được mình tin cái việc đó. Thậm chí các bạn biết có ở bên Mỹ có một số người khoa học họ tìm đến những cái người tâm linh, những người tâm linh này nó nói như vậy, nó viết sách luôn nha. Có cái bà đó bà viết quyển sách luôn, mà nói là con người là được luân hồi cần những vị thần. Con người là được luân hồi cần những vị thần. Thì nếu như mà bây giờ cô đổi cái câu đó lại á, cô nói là thay vì cô nói con người
con người sống như vậy là được luân hồi. Còn những vị thần thì cô nói là con người chúng ta chỉ là những cái chiếc xe tạo ra, được ai đó tạo ra để trên cái địa cầu này, và những cái thể sáng là những ông tài xế phải bị giam cầm trong cái địa cầu này, học luyện tập lái xe, lái đến cái lúc nào mà ông học được, ông lên một cái tầng bậc cao rồi thì ông được giải thoát khỏi cái địa cầu này. Cái ông tài xế được giải thoát khỏi địa cầu này như vậy á, đúng không? Lúc đó nếu mà các bạn nghĩ cái kiểu bình dân phục vụ như vậy, các bạn sẽ thấy nó logic á, nó hiểu á. Còn nếu mà lấy cái góc độ về tâm linh này nọ rồi á, ông đạo Phật thì nói ông đạo chúa thì nói ông đạo Phật, rồi ông tôn giáo này là nó ông tôn giáo kia, không ai chấp nhận ai cả. Nên nếu như chúng ta đưa theo cái góc độ của người ngoài hành tinh mà họ lý giải như vậy, chúng ta thấy ồ hợp lý á, đúng không? Đó là cái quan điểm cá nhân của 11 rồi mấy rồi hả? Định zoom cái buổi này ngắn ngắn thôi, chia sẻ cái góc độ của mình. Mình thấy cái này cũng nhiều anh em đang thú vị về việc này. Thậm chí chúng ta đi thiền á cũng có một cái gọi là thiền quán tâm á. Thiền quán tâm là luôn luôn xem lại, luôn review lại những cái tội lỗi gọi là sám hối á. Để làm gì các bạn biết không? Chúng ta sám hối lại để chúng ta biết được những cái chúng ta làm sai để tương lai không vi phạm nữa là một. Cái thứ hai, để cho cái linh hồn chúng ta nó thanh thản. Chúng ta biết được chúng ta sai và chúng ta làm nhiều việc thiện hơn, linh hồn chúng ta thanh thản để cuối đời cái cận tử nghiệp chúng ta nó không có nặng nề. Nó không có nặng nề. Thì lúc đó chúng ta mới thoát được cái chiếc xe Lamborghini là thể xác con người này đang lái nè. Cực lắm. Cực lắm. Còn không thoát được, đến lúc đó lại lái những chiếc xe Mazda hay là cái gì? Lam, cũng là Lambo nhưng mà nó là gì? Xe Lam, nó thiếu chữ Bô. Lái chiếc xe Lam, xe ba gác. Đúng rồi, kiểu như con người là như nhân vật trong Metaverse ấy. Lái xe bò là thấy mẹ luôn đúng không? Đúng rồi. Em cần được nghe Phật Di Lặc là Phật tương lai. Chưa được sinh ra nhưng lại được ghi trong kinh Phật là khái niệm nhiệm kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thần số học, có bạn nói là nói về thần số học, mình cũng có tìm hiểu về thần số học, nhưng thật ra thần số học nó chỉ là một cái môn, nó dựa trên những cái con số mà nó tìm ra cái quy luật của vũ trụ, chỉ có như vậy thôi, cũng giống như Fibonacci thôi. Nhưng mình thì mình sẽ không nghiên cứu về cái thần số học nhiều, tại mình thấy nó không có hiệu quả nhiều. Đó, chia sẻ cái kinh nghiệm như vậy á, anh em thấy có cái gì hay gì đó thì các bạn có thể chat lên đây, chia sẻ lên đây được cùng mọi người. Có người nói luân hồi tiền kiếp để chữa nghiệp là đúng, mình cũng nghĩ như vậy. Hồi đó mình cứ nghĩ là luân hồi tiền kiếp để chữa nghiệp, nhưng mà mình nghe cái clip phỏng vấn người ngoài hành tinh này mình mới giật mình. Tập Cận Bình còn được phong là Bồ Tát ở Trung Quốc, đúng rồi, tại vì con người chúng ta má, cái nick của ông Tập Cận, cái nick của bạn nói Tập Cận Bình còn được phong là Bồ Tát của Trung Quốc, mà cái nick này tên Tập Cận Bình luôn mới vãi lời chứ. Thật ra chúng ta cứ bị mãi mê ở trong cái thể xác này, cho nên có một câu tôi rất là tâm đắc, thầy tôi nói với tôi là cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế nên tất bật đến bây giờ. Cũng giống như mấy ông mà ngồi trade á, má cứ ngỡ Marine là cõi thật, thế nên cất bực tới bây giờ. Các bạn nghe nó hợp lý hơn không? Cứ ngỡ Marine là làm giàu, đúng không? Thế nên mới làm màu đến bây giờ. Nghe vui không? Thì con người chúng ta như vậy á, cứ ngỡ cái thể xác này là tất cả, cho nên bằng mọi giá cứ gom, cứ giữ, cứ nắm lấy các kiểu. Nhưng mà họ không biết, họ cái thực tế của họ là tài xế, còn cái mà họ đang nhìn thấy, họ tưởng họ đang dùng chỉ là cái chiếc xe thôi, sớm họ sẽ phải bỏ chiếc xe này và qua chiếc xe khác đó. Sao người tu hành đã giác ngộ mà vẫn giữ chiếc xe để quay lại vậy thầy? Sao họ không nên cõi khác? Tại vì trong cái quá trình mà các bạn biết không, cái này câu này rất là hay nè,
có những cái người mà các bạn sẽ có những cái vị thánh, vị thần Phật mà các bạn chúng ta hay gọi là họ họ là lên cõi Niết Bàn, họ không tái sinh. Họ lên cõi Niết Bàn có nghĩa là gì? Họ không còn cái ý nguyện để họ họ thoát khỏi cái địa cầu này rồi. Cái thể xác của họ thoát khỏi cái địa cầu này, họ không còn cái ý nguyện họ ở lại nữa. Nhưng có một số người người ta vẫn nhận thức được đó, nhưng người ta có thể rời ra khỏi cái địa cầu này, nhưng họ người ta không không muốn. Người ta có cái nguyện trong cái quá trình mà người ta còn lái xe đó, người ta có cái nguyện là người ta sẽ được quay lại để người ta giúp một số ông tài xế nhận thức được và cùng nhau rời khỏi. Tại vì họ nhìn thấy có họ nhận thức được họ họ có cái level họ phải thoát được cái địa cầu này, nhưng mà họ thấy có nhiều ông tài xế vẫn còn đam mê chạy xe quá, vẫn còn đam mê làm tài xế chạy xe quá không thoát được, thì họ nguyện họ vẫn muốn ở lại để họ thức tỉnh những người đó, kéo những người đó lên. Các bạn hình dung không? Cho nên mới có câu chuyện là có những cái vị thần Phật họ vẫn, những cái vị Bồ Tát họ vẫn có hành nguyện họ quay lại, họ ở lại cõi này. À, như vậy á. Còn thực tế những cái người, những cái vị như là như Phật, họ đã thoát khỏi Niết Bàn rồi, họ không tái sinh nữa. Mà họ có tái sinh hay không, hay không tái sinh cô cũng chả biết nữa. Nhưng nếu như theo cái logic của người hành tinh nói thì cô lại nghĩ là nó như vậy đó. Có muốn quay quay lại cứu thế, đúng rồi. Thầy nghĩ sao về những thầy bói được nhập về xác mà nói rất chuẩn về quá khứ của một người dù chưa tiếp xúc? Nói các bạn như thế này nè, cái khởi sáng nó có khởi sáng đít, khởi sáng đáp. Ok chưa? Cái ông tài xế, cái ông tài xế đít, cái ông tài xế đáp. Cái ông tài xế mà có những cái ông tài xế ổng có thể ổng thoát được cái địa cầu giam cầm này, level của ông thoát được, nhưng ổng không. Ổng có cái hành nguyện là ổng muốn ở lại để ổng cứu, ổng giác ngộ những cái ông còn lại thoát khỏi, đừng có mê lái xe quá, mau chóng thoát khỏi chỗ này đi. Thì ổng có hành nguyện ổng ở lại. Ok chưa? Thì lúc đó ổng chọn cái cách tái sinh. Ổng chọn cách tái sinh. Nhưng có một số ông á, ổng có hành nguyện khác. Ổng nói là đời này tao chưa ăn thịt chó, tao cảm thấy không có cam tâm. Trong cái quá trình mà tao lái xe, tao chưa đụng con này con nọ, tao chưa cảm thấy cam tâm. Trong cái quá trình mà ông tài xế này ông lái những chiếc xe này, ông chưa lên cái góc độ này, chưa đến cái vùng này khám phá, ông không có cam tâm. Ông có cái hạnh nguyện riêng của ông là ông vẫn muốn được ở lại. Nhưng tiếc một cái á, ông ở lại ông không có, trong cái quá trình mà ông trả cái chiếc xe lại á, là trả thể xác lại á, ông chưa chưa có tìm được cái chiếc xe mới, hình dung không? Cho nên ông trú ẩn ở đâu đó, ông chưa tìm được chiếc xe mới. Thì khi mà tại vì ông quá nặng nề, ông đâu thoát được khỏi cái địa cầu này đâu, cái thể xác của ông còn quá nặng mà ông phải vẫn ở lại đây, bắt buộc là ông phải chạy những chiếc xe khắp cấp rồi đấy, ông không lên được level nữa, hoặc là level của ông không có đủ level để lái lại chiếc xe Lamborghini là thể người nữa các bạn ơi, ông không đủ level đó. Và ông cũng chẳng cam chịu ông lái những cái chiếc xe khắp cấp hơn, tại vì ông chờ có một cái chiếc xe nào đó mà có thể cho ông dùng ké ông vô. Cho nên tôi nói với các bạn, tất cả theo quan điểm cá nhân của tôi nha, những cái thể sáng mà tiến hóa mà cao cấp không có thể nào mà họ họ chịu họ lái những cái chiếc xe khắp cấp đó, có nghĩa là những cái người mà đã là thần, là Phật, là thánh rồi, họ không có chịu vào cái cơ thể của xác phàm hết, tại vì nó rất là tanh hôi. Các bạn biết tôi nuôi mèo, tôi từng cứu những con mèo mà tôi rất là yêu thương nó. Các bạn biết cái đến lúc mà nó chết á, cái cơ thể của nó cứng lại, cái lúc mà nó bệnh tật các kiểu nó rất là tanh hôi. Cho nên ví dụ các bạn hình dung đi, ví các bạn ví như các bạn là thần đi, con người chúng ta là thần đi, thì nhìn những cái thể xác của những cái thể xác thấp cấp hơn chúng ta là những cái thể động vật đó, nhìn tanh hôi lắm. Các bạn có muốn nhập vào đó không? Các bạn có muốn lái những chiếc xe đó không? Không. Cho nên nếu như chúng ta ở những cái thể khác, chúng ta lật ngược lại câu chuyện, không có thần Phật nào mà nhập vào thể xác người, chỉ có ma quỷ của các bạn, chỉ có những cái người, những cái vong tào lao nó nhập vào thôi. Và những cái vong đó họ nhìn thấy được những cái mà các bạn không nhìn thấy, họ nói cho các bạn biết như thế. Ở góc độ riêng tôi không mê tín, tôi nói luôn,
những cái thể sáng cao cấp nó không có nhập vào cái nơi hôi thối như vậy. Cơ thể con người hôi tanh lắm các bạn, hôi tanh lắm, cũng giống như cái kiểu mà con người chúng ta nhìn vào thể, nhìn vào xác động vật nó rất là tanh hôi. Các bạn có đồng ý nhập vào xác động vật không? Tại vì tôi nghĩ họ cũng như vậy, họ cũng như chúng ta thôi. Chỉ có những cái vong họ chưa tìm được chiếc xe, thôi vào tạm xe này chơi một chút, vào tạm xe kia chơi một chút. Họ đợi, họ có thể đợi cả ngàn năm để họ tìm một chiếc xe phù hợp đối với họ, họ vào. Nhưng mà họ vẫn nằm ở trong tam giới này, họ vẫn nằm luân hồi, họ vẫn trong cái địa cầu đấy thôi. Họ không có được lên niết bàn, họ không có được giải thoát. Đó thì tôi cái ý nghĩa của tôi nghĩ như vậy. Nhưng nói trước đó là quan điểm cá nhân. Có thể sẽ nhiều người không nghĩ như vậy. Đấy. Thầy bói hay nuôi ma xó là để thu thập thông tin. Đúng rồi, tại vì những cái thực thể đó, những cái thực thể đó nó ở một cái dạng khác, ở một cái trạng thái khác. Nó là một cái thể sáng, nó khác với cái thể vật chất chúng ta đang học, đang thấy. Các bạn biết rồi đó, cái lúc mà cô nói hồi nãy, cô nói các bạn, cái người thầy mà dạy về cô thiền á, mà nào kể về những cái câu chuyện của những cái người mà tu ở dãy Hy Ma Lạp Sơn á, thì người thầy đó giải thích với tôi á là ở trong cái địa cầu này có bốn dạng thể. Dạng thể thứ nhất á, nó được gọi là thể nước, là thể nhục thân. Cái cơ thể chúng ta nè, máu nè, huyết nè, rồi là thể nước. Cái dạng thể thứ hai, cái level thứ hai đó là dạng thể về thể khí, không khí. Cái dạng thể thứ ba được tiến hóa hơn là dạng thể về điện. Cái dạng thể cao cấp nhất là dạng thể là thể sáng. Plasma là thể sáng. Cho nên có câu chuyện là khi mà Đức Phật ngồi thiền á, thì hào quang của Đức Phật tỏa ra rất là mấy ngàn cây số, thì đó là cái thể sáng. Được chưa? Và các bạn nghiệm bốn thể này trong cái quá trình phát triển xã hội của loài người, đầu tiên là con người chiến đấu bằng gậy gộc, bằng cái thể vật chất, bằng gậy gộc, bằng nắm đấm, đúng chưa? Sau đó là gì? Con người tiến hóa lên một cái thể nữa là thể khí, cơ khí học được phát minh. Cơ khí học, động cơ cơ khí nè được phát minh. Sau đó là gì? Lên một cái thể nữa là thể điện. Ion âm, ion dương, thể điện đó. Thì thể điện thôi nó đã có bơm nguyên tử rồi. Thể điện nó đã có bơm nguyên tử rồi, ion âm, ion dương các kìa. Đúng không? Phân tử đó, thể điện đó. Nếu như con người mà lên một tầng bậc nữa mà lên thể sáng thì cái trái đất này banh mẹ nó luôn rồi. Các bạn hình vô. Các bạn nghiệm lại bất cứ mọi thứ nó đều xoay quanh bốn cái thể này, thử nghiệm lại xem. Vũ khí sinh học. Vũ khí sinh học. Nó là một cái thể vi trùng, vậy thì nó cũng không biết nó nên xếp nó vào thể nào nữa, tại vì không nhìn thấy nó. Nó có thể là thể khí, nó cũng có thể là thể điện. Nhưng mà tôi không nghĩ nó là cái thể vật chất. Tại vì họ dùng kính hiển vi, họ nhìn họ thấy thôi, nhưng mà rõ ràng mắt thường chúng ta không có thấy. Nó ở một cái trạng thái khác. Giống như chúng ta giơ tay lên, chúng ta cảm nhận được gió, nhưng mà chúng ta không cầm nắm sờ được gió. Chúng ta không cầm nắm sờ được gió. Đấy. À, có một cái này rất là hay, các bạn nói là bản thân cũng thắc mắc trái đất này làm gì với dân số đông đảo như vậy. Hồi đó có một câu hỏi rất là hay, cô hay tự hỏi hoài, cô nói nếu như mà có vong, có ma thì trái đất này sau bao nhiêu người chết như vậy thì cái lượng vong hồn của trái đất này nó nhiều gấp mấy tỷ lần cái lượng thể xác con người. Các bạn có thừa nhận với tôi không? Nếu như thật sự mà có vong, cứ mỗi người chết như vậy là có một cái vong, rồi cái vong này sống mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vậy có phải là trái đất này cái lượng vong nó còn nhiều hơn cả lượng người không? Đúng không? Nhưng nếu như mà đưa cái câu chuyện của người ngoài hành tinh này vào khác rồi nha. Rõ ràng cái cơ thể chúng ta chỉ là những cái cõi tạm thôi. Cho những cái vong này họ vào, họ tu luyện, họ học hay gì đó để họ tiến hóa. Họ không tiến hóa được thì họ chơi lại game mới là cõi tạm. À lúc đó mà đưa cái câu chuyện của người ngoài hành tinh này vào, tôi lý giải được coi là thấy nó hợp lý đúng không? Đúng không? Đại dịch là cuộc điều chỉnh giống như sống Elliot, đúng rồi. Cái đó sống Elliot không, nó chưa có liên quan gì đến cái tâm linh này. Đó có bạn nói thầy bói toán đúng quá khứ là họ dùng vong á. Thì cái vong đó họ có thể, các bạn biết không, cái vong đó có thể họ không biết quá khứ của các bạn đâu. Nhưng họ giao tiếp dựa vào thần thức của họ, cũng giống như người ngoài hành tinh á. Người hành tinh á, khi mà tiếp xúc với con người, người hành tinh đọc được ý nghĩ của con người. Cho nên cái lúc mà thường mà chúng ta mà hỏi cái quá khứ của chúng ta hay hỏi chuyện gì chúng ta,
chúng ta khởi cái ý gì đó là tự nhiên bên đó nó có thể vong nó đọc được. Hình dung không? Càng ngày dân số càng đông, đúng rồi, có câu này hay lắm nè, càng ngày dân số càng đông thì tài xế ở đâu ra mà đông quá. Tất cả những tài xế này là được đưa từ nơi khác vào cái địa ngục trần gian, vào cái địa cầu này. Có cái thuyết người ta nói là con người được tái sinh từ thần, thần là một cái cõi khác. Có thể là những cái vong hồn chúng ta, những thể xác của chúng ta là vốn chúng ta không phải ở đây. Chúng ta ở sao Kim, sao Quỷ, khỉ ho, cò gáy gì đó, ở một cái sao nào đó, do phạm cái lỗi nào đó, được đẩy vô cái trái đất này để tập lái xe. À, hiểu không? Thì nếu mà lý giải theo này là thấy nó hợp lý đúng không? Còn lý giải theo công giáo, nhiều khi mỗi ông nói kiểu cô cũng không thuyết phục được tôi nữa. Và cái mà chúng ta nhìn thấy là những chiếc xe này thôi, và những cái khi có một cái thế lực nào đó nó tạo ra cái trái đất này, và nó tạo ra những cái thực thể này bằng cách là những cái thực thể này có thể tự động sinh sôi phát triển nếu như có ông tài xế. Có nghĩa là cái chiếc xe này nó có thể nó sản sinh ra chiếc xe con nếu như có ông tài xế. Nếu không có ông tài xế không sinh ra xe con được. Okay chưa? Đấy, các bạn lại tí nha, tôi đi uống nước. À, nãy giờ cô không bật mic cho nên cô lo cô nói không. Hồi nãy các bạn nói là cái coi cái bộ phim Eternal á, cái đó cũng đúng á, tôi có coi cái review về cái đó, cô thấy nó cũng lý giải hợp lý. Mặc dù cô chưa coi cái phim đó, phim nó khá mới. Con người phát triển có thể vũ trụ đến được. À, có cái câu hỏi nữa là hay, con người phát triển có thể vũ trụ gì đó. Khi mà cô học về thiền á, thì cô được biết á, cái cơ thể con người chúng ta nó chia ra làm tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là từ phần cổ trở lên, phần đầu trở lên là tiên thiên. Hậu thiên là từ phần cổ trở xuống. Thì chúng ta hơn những loài khác là chúng ta có phần tiên thiên để chúng ta phải giao tiếp được những cái năng lượng, hấp thụ những cái tri thức của vũ trụ này. Từ cái phần cổ trở lên là phần đầu của chúng ta. Đó. Khá hay. Động vật thì không có, và các bạn để ý động vật là nó hay dùng cả bốn chi để tiếp đất. Động vật dùng cả bốn chi để tiếp đất nha. Còn con người thì lại dùng hai chi để tiếp đất. Và con người á bị một cái bệnh là bị đau lưng hay bị bệnh về cột sống. Nhưng động vật thì không, động vật dùng cả bốn chi tiếp đất, hầu hết là như vậy, các bạn để ý xem. Chúng ta có thể nói là con khỉ nó vẫn đi hai chân vậy, đúng. Con khỉ nó đi hai chân, nhưng mà các bạn nhìn kỹ lại con khỉ xem. Có phải nó vẫn dùng bốn chân để di chuyển không? Con vượn chẳng hạn. Nó vẫn dùng bốn chân để di chuyển. Mặc dù nó vẫn có thể đi hai chân đó. Có bạn nói sao em nghe câu địa ngục trần gian là sao thầy? U mê không thoát được là do chưa giác ngộ hả? Thì giống như nãy cô nói đấy. Địa ngục trần gian là có người thì nội gọi trần gian là địa ngục, nhưng có người gọi trần gian này là một cái rất là vui vẻ để họ cố gắng ở lại. Họ còn sợ họ chết, họ cố gắng, họ tìm cách để họ trường sinh bất lão cơ. Cho nên
trần gian này là địa ngục hay là một cái thú vui thì tùy mỗi người thôi. Thì nếu như mà họ vẫn cảm thấy ở cái sòng bạc casino trên địa cầu này còn chơi được, còn vui thì họ lại họ chơi thôi. Còn ai thấy chơi chán rồi thì ra thì thôi. Các bạn nói ở trong bụng mẹ là tiên thiên, còn sinh ra là hậu thiên. Đó là một trong những cách nói người tách ra như vậy thôi. Nhưng khi mà tôi học về cái tâm linh một tí á, thì khi mà cái đứa trẻ mà bắt đầu nó phôi thai thì nó là một cái thực thể chưa có. Sau đó có một cái thể sáng, hay chúng ta gọi là vong chẳng hạn, nó đi vào trong bụng mẹ. Đi vào trong bụng mẹ thì lúc đó cái phôi thai đó nó mới phát triển, nó mới hoạt động, mới lên từ lúc đó cho đi. Cho nên cái thực thể của con người và loài vật được tạo nên để trên địa cầu này là một cái tạo hóa ra rất là vi diệu. Ở cái chỗ là nó giam cầm, nó giữ linh hồn lại hết. Theo cô hiểu là như vậy. Còn linh hồn không đáng sợ. Linh hồn không đáng sợ, chúng ta có linh hồn thôi. Bản thân chúng ta linh hồn do chúng ta lái chiếc xe khác nhau thôi. Chúng ta lái chiếc xe khác nhau và chúng ta nhìn nhau bằng những cái con mắt đó. Cho nên chúng ta nghĩ là cơ thể chúng ta là như vậy chứ không phải vậy. Đó. Các bạn biết khi mà lý giải ở bốn thể đó thì thầy cô có nói như vậy. Nếu mà ở cái thể vật chất là cơ thể người thì tồn tại đâu đó trên dưới 100 năm. Nếu mà ở cái thể khí á, thể khí là thể vong á, thì tồn tại trên dưới 1.000 năm. Nếu mà ở thể điện á, thì tồn tại trên dưới 10.000 năm. Còn nếu mà tồn tại ở thể sáng á, thì là vĩnh cửu. Ở thể sáng là vĩnh cửu. Cho nên khi mà chiêm nghiệm là anh em mình thử, cái cơ thể chúng ta mà sống cũng đâu đó cũng chỉ được 100 năm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái lời nói chúng ta, thì lời nói chúng ta có thể tồn tại hơn cả 100 năm. Lời nói chúng ta có thể tồn tại hơn cả 100 năm. Bài thơ, những cái câu nói hay gì đó có thể tồn tại trên cả 100 năm. Là thể khí. Thể khí nó tồn tại lâu hơn thể vật chất. Còn thể điện thì nó sẽ tồn tại lâu hơn nữa. Rồi, thôi chắc cũng tối rồi, đi ngủ đi. Tối nay hãy suy nghĩ về việc này. Bảo đảm mấy ông sẽ nằm mơ. Và coi cái việc này không gì đáng sợ đó. Không gì đáng sợ. Nó là một cái môn khoa học để chúng ta có cái góc nhìn tốt hơn về cái những cái xung quanh chúng ta đang tồn tại thôi. Đúng không? Nãy giờ có kể chuyện ma gì đâu. Nãy giờ kể chuyện vui chém gió không có ma gì đâu. Đúng không? Cho nên tối nay sẽ ngủ ngon mà. Chỉ là một cái cách để lý giải thôi. Chúng ta có thể tiếp nhận nó. Còn không thì thôi như vậy. Cũng không có ma các bạn ơi, không có ma, nó chỉ là một cái thể sáng nào đó thôi. Ok, thôi ngưng ở đây nha. Buổi này cũng tối rồi, đi ngủ đi mọi người. Bye đi, đi ngủ đi, ngày mai còn nạp tiền như chơi tiếp nữa.